Minh Hiếu xin chào các bạn đã đến với chương trình Cách Học Tốt. Minh Hiếu sẽ cho các bạn 3 mẹo để các bạn học giỏi môn toán. Mẹo thứ nhất đấy chính là lắng nghe và ghi chép các kiến thức mà các thầy cô đã giảng cho chúng ta. Trong một tiết học chỉ có 45 phút thôi, thế nên chúng ta thường sẽ phải lắng nghe và ghi chép các kiến thức mà các thầy cô giảng. Nhưng nếu các bạn mà chỉ lắng nghe thôi, hoặc là nghe không biết cái gì cả, thì các bạn sẽ quên hết những kiến thức luôn. Thì các bạn sẽ có thể bị mất gốc luôn. Và cách thứ hai đấy chính là về lý thuyết. Thì thường chúng ta sẽ phải nhớ được định nghĩa, định lý và các công thức khác. Và nếu các bạn quên hết luôn, các bạn chỉ có thể làm kiểu cộng trừ nhân chia thôi. Thế nên các bạn cần phải nhớ hết tất cả các công thức, hoặc không các bạn mất gốc. Cách thứ ba đấy chính là ôn tập thật kỹ bài tập về nhà. Và sau khi các buổi học kết thúc, các thầy cô thì chắc chắn sẽ cho các bạn bài tập về nhà nếu các bạn làm. Và nếu như các bạn chỉ làm bài tập thôi, không chơi game, thì sáng sau các bạn lỡ đâu làm sai nhiều câu trả lời thì các bạn điểm thấp, thì bố mẹ bạn sẽ quát mắng hoặc là đánh bạn. Thế nên là các bạn sẽ phải, sau khi làm bài tập xong, các bạn sẽ phải kiểm tra thật kỹ lần đi lần lại để xem các bạn sai ở đâu không. Và nếu các bạn chắc chắn không sai nữa rồi, các bạn thì có thể làm các bài tập khác để ôn tập thêm. Và đó, và Minh Hiếu đã cho các bạn 3 mẹo để các bạn có thể học giỏi môn toán. Và Minh Hiếu chúc các bạn có thể sẽ không sợ môn toán nữa. Và xin chào và hẹn gặp lại.